Sau khi lập đỉnh mới ở mức 74,7 triệu đồng một lượng vào buổi sáng ngày 4 tháng 12, giá vàng SJC lẫn vàng nhẫn 4 số 9 trong nước đều đã hạ nhiệt trong chiều cùng ngày, nhưng vẫn neo ở mức cao. Ghi nhận giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 12, công ty P&G báo giá ở mức 73,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,3 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên chiều bán nhưng giảm 400.000 đồng một lượng chiều mua so với phiên sáng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết vàng SJC ở mức 72,95 triệu đồng một lượng mua vào và 74,2 triệu đồng một lượng bán ra, cũng giữ nguyên giá chiều mua nhưng giảm 400.000 đồng chiều bán so với phiên sáng. Không chỉ giá vàng miếng SJC mà giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng đã thu hẹp đà tăng trong phiên chiều. Cụ thể, công ty P&G đang giao dịch ở mức 61,6 triệu đồng một lượng mua vào và 62,8 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng cả hai chiều mua bán so với hôm trước, bằng với giá cuối tuần trước. Thị trường vàng thế giới cũng đã quay đầu giảm điểm trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau khi lập đỉnh trước đó. Cụ thể, giá vàng thế giới trên sàn Kitco chiều ngày 4 tháng 12 theo giờ Việt Nam cũng đã quay đầu giảm về 2.070 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 30 đô la Mỹ một ounce so với đỉnh. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 60,8 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC 13,5 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 2 triệu đồng một lượng.